Xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Dũng đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay Dũng sẽ đi Côn Đảo. Đi Côn Đảo ra thăm cô Sáu. Xin cô Sáu nhiều sức khỏe, có tài có lộc và làm ăn phát tài. Thì bây giờ là đang ngồi chờ để mà gọi là check in vô. Thì xong trong cái thời gian mà ngồi chờ thì Dũng thấy các cô này chắc là ngoài Hà Nội mà chắc là cũng đi ra ngoài cô Sáu hay sao á, thế là chuẩn bị lễ vật rất là nhiều, chuẩn bị lễ vật rất là nhiều luôn. Bây giờ Dũng sẽ quay cho mọi người coi, mọi người đang rất là sung túc và trộn rộn rộn ràng nha cả nhà. Đây Dũng sẽ cho mọi người coi. Đây là các cô các chú chắc là đi ra thăm cô Sáu đó, là coi như là mua lễ vật từ Hà Nội, chắc là mua lễ vật từ Hà Nội đem vào trong Sài Gòn và xong mà đem ra để mà dâng lên cho cô Sáu đây, chắc là vậy đó. Đó cho nên là mọi người cân cứ đồ coi như vali thế nào. Đây chuẩn bị, nói chung là ở ngoài Hà Nội mà đi vào đi cúng cô Sáu thì họ chuẩn bị rất là kỹ, mà nhất là người Hà Nội nha, người Bắc á, người ta chuẩn bị một cái lễ vật để một cúng bái cho một cái nhân vật nào đó là coi như là rất là kỹ lưỡng và rất là chu đáo luôn, mà phải nói là đúng, gọi là đúng phép đúng tắc và đúng nghĩa luôn á, đúng nghĩa đúng lễ luôn á, rất là ok luôn. Cái đoàn này đi hơi khá đông nha, đoàn này chắc cũng cỡ hai mấy ba chục người. Các cô chú thì đang gọi là phân chia nhau, là coi như là ai cầm cái gì ai cầm cái đó để mà lên máy bay cho nó không có bị đó, không khi lên máy bay không có bị kiểu mà lộn xộn á mọi người. Nên cô chú cứ việc mà phân chia ra thôi. Đó, bên đây là mọi người thấy rất là trộn rộn không, rất là vui đúng không cả nhà, một cái đoàn đi như vậy rất là vui. Trộn rộn ghê không? Thì nói chung là mua một cái vé máy bay là mỗi người được 20kg đó, mỗi người là được 20kg. Mà hành lý xách tay là 7kg. Mà cô chú thì nãy giờ là coi như là đang phân vân là không biết là có nên là xách tay hay là ký gửi. Nếu như người nào ký gửi thì ký gửi, nếu người nào xách tay thì xách tay, mà nãy giờ cãi lộn nhau vui lắm luôn á. Thì giống như có cô kia bảo thì bây giờ chị có xách tay ấy, thì cái chị cái xách tay, còn cái nào ký gửi thì riêng một mình chị thôi. Đấy thì hành lý là coi như là 20kg ấy, thì chị cứ 20 cân thì chị cứ lấy, chị cứ ký gửi 20 cân đi, còn cái hành lý xách tay là coi như là 7 cân đấy, thì chị cứ xách tay. Cái cô kia thì bảo thôi thì bây giờ tôi cứ để là 20 cân tôi xách luôn. Tôi nói không, 20 cân phải ký gửi. Đấy mà vui lắm luôn, mà nãy giờ Dũng ngồi Dũng chứng kiến á, chứng kiến mà Dũng rất là vui. Đấy đấy, cái nào gửi cái nào xách đấy, vẫn còn phân vân nha cái vấn đề này nhá, vẫn còn phân vân về cái vấn đề này, cho nên là lăng tăng lắm, rất là lăng tăng. Các cô chú đi ra cô Võ Thị Sáu thì mọi người biết không, cô Võ Thị Sáu mà mình đi ra ngoài đó mà mình lễ cô Sáu, mình viếng cô Sáu là đa số là người Bắc nha, đông lắm. Mình mỗi lần mình mà đứng mà vái á, ví dụ vái vắng thì mình còn để cho cô Sáu nghe được nha, chứ nếu như mà mình vái mà trộn rộn chung với các cô á là cô Sáu bị loạn á, cô Sáu không có nghe được luôn á, cô Sáu không có nghe được, mà mình bản thân mình vái cũng không có được luôn. Dũng sẽ tiếp theo cái câu chuyện của Dũng hồi nãy. Thì đó, khi mà mình ra mình vái ở ngoài cô Sáu như vậy á, thì mình đứng trước mộ của cô á thì rất là đông luôn, mà đa số là người Hà Nội, mà thường á là người Hà Nội á, người ta vái, người Bắc á, người ta vái là người ta phải nói lớn, người ta nói rất là lớn luôn, người ta nói lớn lắm,
người ta cầu xin những cái điều mà may mắn đến với họ đó, tài lộc rồi đó, người ta cầu rất là lớn luôn, người ta khấn lớn lắm. Chẳng hạn giống như là con lạc ngôi sao rồi coi như là con xin rồi coi như trời cao đất dày vậy đó, rồi cho con xin ngày hôm nay con đi ra ngoài đây rồi xong là con có duyên con gặp cô Sáu thì cô Sáu ơi cô Sáu cho con cái này đó. Nói chung là nó sung sẽ kể khổ xong sau đó là cầu xin cô Sáu mà rất là lớn, mà rất là thành tâm nha, mà mọi người cũng không có kiểu mà ngại ngùng gì đâu, cứ mạnh ai nấy người ta cầu, mạnh ai nấy người ta cầu xin đó. Thì khi mà mình đứng chung trộn rộn như vậy là mình sẽ không có cầu được, là tại vì mình bị phân tâm. Cái tâm của mình tập trung vô á, thì là mình nghe bên đây nó cứ rỉ rả, bên đây cũng rỉ rả, phía trước cũng rỉ rả, mà phía sau rỉ rả, mà toàn những cái lời cầu khấn không, mà cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình tập trung được, mình cầu cô Sáu. Chính vì cái đó mà Dũng khuyên là mọi người đi, một á, là đi vào cái giờ mà coi như vắng vắng tí xíu để mình cầu xin cho cô Sáu tập trung vô mình hơn. Chứ còn mà mình cầu xin vào cái lúc mà tối á, đông á, là cô Sáu không nghe được gì đâu. Tại vì cô Sáu á, sẽ bị nhiễu á, bị nhiễu. Tại vì có nhiều lời cầu xin lắm mà rất là vang dội luôn á, lớn lắm, nó lớn tiếng lắm. Cho nên là sẽ không có nghe được, tại vì có nhiều người quá mà sao nghe kịp. Đó, nên là đi vào những cái lúc mà vắng vắng người tí xíu rồi mình thành tâm đó, bắt đầu mình tập trung vô mình cầu khấn cô Sáu thì quả may ra cô Sáu còn nghe kịp cho mình, chứ còn không mình đứng dưới mấy cô mấy chú này là coi như là cô Sáu khỏi nghe mình luôn á, thiệt cô Sáu khỏi nghe luôn. Ok mọi người, rồi để bắt đầu cái Dũng sẽ quay tiếp cái chuyến đi nha. Hôm nay Dũng đi với chị Lê Giang, hai chị em một cuộc hành trình đi ra Côn Đảo để mà thăm viếng cô Sáu. Bây giờ Dũng đã tới Côn Đảo rồi nha mọi người. Bây giờ là chuẩn bị lễ vật để cúng cô Sáu. Đây lễ vật mà cúng cô Sáu đây cả nhà ơi. Đây là của chị Lê Giang. Chị Lê Giang cúng cô Sáu rất là nhiều luôn. Đó. Đây là lễ vật của cô. Đó, này là cúng tại mộ của cô Sáu. À, còn này là của Dũng nè. Đó. Nhìn vô là thấy rõ ràng là cái sự khác biệt ha cả nhà. Đây là của chị Lê Giang, còn đây là của Dũng nè. Đó. Đó, đồ của Dũng đây. Thì mỗi năm á, khi mà Dũng đi thì đồ nó khác hẳn vậy đó. Còn bây giờ là mình cúng bằng cái tâm của mình thì lại khác. Cái nào? Cái này là của chị nè. Cái này là tượng đài. Để cúng cho mấy các chiến sĩ tượng đài đúng không? Đúng rồi, cái đó là tượng đài. Còn cái này là của cô Sáu. Cái này là cúng cô Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu màu trắng rất là đẹp luôn á. Mọi người thấy không? Đầy đủ luôn. Đây. Một cái mâm Lê Giang kính dân cô Võ Thị Sáu nè, rất là đẹp nha. Có nón nè, có hoa nè, có giày dép nè, có tất cả mọi thứ luôn. Đây là của chị nè chị Giang. Đó. Này của em nè. Nhưng mà chị biết sao không? Chị biết sao không? Tại vì mỗi năm á, khi mà em đi cúng á, là người ta cúng gộp chung cho mình. Cho nên là mình không có cái riêng á. Hôm nay em cúng cái riêng. Bởi vì chị cũng thấy là lúc trước mình phải mua từng cái từng đúng cái. Đúng rồi. Bây giờ là ở đây người ta làm sẵn luôn nguyên một cái mâm để mà mình cúng. Đó. Rồi, ok thì bây giờ chuẩn bị đi vô trong nha mọi người nha. Không, em quay một tí nè. À, đây nè mọi người, đây là không khí khi mọi người tới lễ cô Sáu. Thì trước khi mà qua lễ cô Sáu thì mình phải lễ cái tượng đài. Ở đây là coi như là tập trung các vong linh ở đây, cho nên là coi như là mình phải tới đây mình chào hỏi các cụ trước rồi lễ vô mộ của cô Sáu. Đó, không khí ở đây rất là đông đúc nha. Bây giờ là 6-7 giờ tối nhưng mà ở đây rất là nhộn nhịp. Đó, mình lâu ngày không gặp, tặng cho cái lỗ nội lỗ làm nhà ăn thử đi. Nhang ta đốt quá trời lọc đất. Có dạy chưa? Chưa. Tính tối nay có nhậu không? Tặng cho cô heo quay làm nhà luôn của bà vợ luôn. Trời ơi. Heo quay làm nhà của bà vợ. Đi từ 2 giờ trưa tới giờ đó. Kêu bà làm quay đó. Dễ thương quá vậy. Trời ơi. Phương em lọc quá trời lọc, làm muốn gì nữa.
đâu em có lọc hả Hương? Dạ đây. Theo quay làm nhà. Chụp ảnh cũng làm nhà. Trời ơi. Dạ. Hương có nổi tiếng ghê chưa? Rồi 1 2 3. Rồi. Ok anh. Heo quay làm nhà nha, trả lụa mẹ làm luôn được. Ta đang quay mà kêu chụp hình.